Tiếp tục chương trình là một nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về sẽ được gửi đến chúng ta qua giọng ca của ca sĩ Hồng Tâm đến từ Mỹ Quốc. Xin quý vị cho ca sĩ Hồng Tâm một tràng pháo tay. Sức khỏe và bằng sự cách từ nguyên.